mở lên thì nó ngay đơ, lặn hai hơi, hơi trước nó lặn xuống mất tiêu cái này, lặn thêm hơi xa nó ra tô cho tới số lái nằm trong mình ghe. Rồi cái vớt nó là nó ngay đơ. Ôm lên bụng rồi nó dai sốc sốc nó cho tỉnh gì nấu đi. Nó này nó ngay đơ luôn. Rồi rồi, rồi vậy. Nó tưởng nó chết rồi. Tôi quyết tâm tôi làm sao cho giấy tờ cho con cáo đàng hoàng, không để cho Mạnh Thường Quân nước ngoài là suy nghĩ là đằng này chắc là không có làm cho đúng cho thằng ô. Đằng này tôi hứa phải đúng, không bao giờ tôi để che chệch chừng nào chứ. Tôi hứa tôi phải lo cho con cháu cho cái nơi có chỗ. Nhắn gửi với Mạnh Thường Quân nước ngoài nha, tôi là chủ đất. Nhưng mà thấy mà tên gì? Anh ô cũng khổ, thành ra tôi mới bán cái giá rẻ này. Thôi giờ nếu mà làm phước làm ơn thì làm cho chót đi. Chứ ở đây tất cả làm cái tờ giúp cho chú ô này không à, chứ không có ai mà nói sự dịch thì đâu, đừng có lo, an tâm đi ha. Tao nói nè, tao mần để sau khi này mà co tao với bả mà có chết rồi đó, con cháu tao nó đặt giấy ra đây nó đặt mày lại được. Làm gì tao không phải mần cho mày riêng mới được. Nó mà thả nó coi có không? Không lâu đâu. Nó nói trước luôn á. Chừng 5 6 tháng này cũng phải sang tên nó được rồi. Chứ không có lâu chứ bị gì nó bắt. Tao nói với nô luôn vậy đó hả? Nói 17 18 19 20. À đây là 10 triệu của chị Phụng là Việt Kiều Úc mà chị nói giấu tên. Một Mạnh Thường Quân giấu tên là Việt Kiều Úc gửi cho chị gia đình của chị 10 triệu để xây nhà. Kính thưa cô bác quý anh chị với Mạnh Thường Quân. Thì trong cái thời gian vừa qua đó thì Bùi Hồ có nhận một cái số tiền của cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân ở ngoài nước cũng như ở trong nước cũng như ngoài nước để mà giúp cho anh ô ở đây hỗ trợ xây cái nhà để mà anh có thể thoát khỏi cái nơi ghe mục nát của mình mà người con của anh nó lúc đó nó gớt xuống nước đó. Và đây là cái phòng chủ đất này thì chú tên là Hà Văn Lợi hả? Chú Hà Văn Lợi ở Thọ Sơn hả? Ở bên đây là ông Tám với lại ông Tám với bà Tám, người mà đại diện đứng ra cho chú thôi, nó là chú của Thọ Sơn. Dạ, ông Tám với lại bà Tám, người mà đại diện đứng ra coi như là lo cho nô. Đó thì hôm nay thì có một cái số vấn đề như thế này là trong cái quá trình mà mua giao đất đó thì có một số Mạnh Thường Quân người ta muốn lại xây giúp cho nô luôn cái phần nhà, cái phần để xây nhà ở trên. Nhưng mà Mạnh Thường Quân người ta rất là ngại. Ngại lý do là giấy tờ đất mình chưa có gõ gàng nên người ta sẽ không có giúp nữa đó nô. Người ta sẽ không có giúp cho mình để xây nhà được. Tại vì trong cái Mạnh Thường Quân tiền người ta cũng làm, người ta nói làm cũng khó, nhưng mà thấy hoàn cảnh con anh người ta thương quá nên mình thử ra là ta cố gắng nhúng nhúc ta ủng hộ anh. Thì lúc mà đưa tiền để mua cho anh, để cho anh giao cho bà Tám đại diện mua nền đất cho anh ở, thì hiện nay cái phần nhà thì em đã nắm được, thì ông Tám đã có chuyển hình qua cho con. Thì cái phần nền thì anh Nhuận ổng cũng đã có hỗ trợ 15 triệu để xây cái phần nền đó. Nhưng mà đất thì của chú Lợi đó, mà chú Lợi thì bán cho cái trong cái mảnh đất này, cái tờ đất này thì nó diện tích đất là 242 mét vuông. Trong cái phần đất này thì nó sẽ chia ra là cái lô đất này đó thì nó dài ngang là 9 mét, dài là 27 mét. Thì trong đất này thì anh Lợi này, chú Lợi này bán cho ông Tám đó, mà bán cho ông Tám 4 mét. Và anh 4 mét là bán lâu lắm rồi. 4 mét là bán lâu. Bán đâu rồi, mười mấy năm về trước á. Bán mười mấy năm về trước. Chúng ta bây giờ còn 4 mét còn lại là bán cho 5 mét. Bây giờ còn lại 5 mét thì bán cho anh Ô. Bán cho anh Ô. Đó, nhưng mà giấy tờ của mình thì bây giờ rất là khó. Rất là khó vì vấn đề là người bán đất là chú Lợi, mà người mua đất là một bên là ông Tám, một bên là anh Ô. Đó, đất này nó phải chia ra làm hai. Nếu như mà muốn bán được thì chú phải tách thửa ra. Tách thửa một người 5 mét, một người 4 mét, mà anh Ô thì lại không có giấy tờ để tách thửa. Đúng rồi. Đó, nên thành thử ra là như cái việc mà con muốn qua xử lý ở đây đó, là bây giờ thì cái số tiền còn lại là 40 triệu là Mạnh Thường Quân ủng hộ cho anh Ô mua đất. Dạ, chứ không phải là ủng hộ cho anh Ô sử dụng xài hàng ngày mua đất. Đó, nên thành thử là Mạnh Thường Quân có ý là bây giờ cái tiền đó thì vẫn giữ cho nô, và con vẫn giữ cho nô, có thể là qua đây con giữ cho nô một phần, rồi sau đó là ông Tám sẽ đại diện làm giấy tay cho nô đó, rồi sau đó là giao một phần nhỏ, rồi sau rồi khi nào mà anh nô mà có giấy tờ xong ở phần dưới rồi, chuyển qua cái phần mà bằng phán đỏ rồi, con sẽ giao phần đó cho ông Tám, và chú giao cho ông Tám luôn cái phần đó có giấy đỏ là sẽ giao hết luôn cho chú Lợi chứ. Rồi chú Lợi thấy sao?
Bây giờ hôm qua giấy tờ thấy cũng hơi khó, nhưng mà khó nó có dễ, đúng không? Thì giờ theo tôi biết là tôi là nói thiệt với chú là tôi là người Vĩnh Thanh, chứ không phải là Thọ Sơn. Thọ Sơn là cái nơi thường trú. Chú coi kỹ cái giấy đi. Tại tôi hồi đó ở đây nè, rồi mới về nước sọc. Giữa tôi với ông Tám ngày xưa mua bán với nhau, thì tôi với ông tin tưởng nhau à. Bây giờ tôi bán cho ông tôi lấy tiền rồi, mà giấy tờ là chưa có làm. Tại vì mười mấy năm rồi đó. Nhưng hôm nay được cái phần bán bên này thì cũng thông lệ rồi. Đó. Nhưng mà ở đây phải nói là Trung Hùng con bà con cô bác Trung Hùng đóng góp vô cho chú này không à. Chứ không ai mà nói cái gì về cái là thu sẻ đó. Không ai mà sáng bớt trong này tiền bạc gì chứ được có lo chuyện đó. Nhưng mà đối với tờ đó hồi đó tôi giao cho ông Tám đó là tôi không biết, tôi dốt lắm, tôi dụ tiền bạc giấy tờ đó thế. Giờ ông Tám không lo hết, được 80 triệu. Nhưng mà ông làm biến không có làm. Nó tới bây giờ thì bây giờ thì cái khó quá rồi, rồi tôi không bán nữa. Tôi trả 40 triệu chú, tôi lấy cái này lại mẹ rồi đi, chứ mất công có trời đó. Ở đây mà Trung Hùng mà cho chú này không hết, không có đâu mà mình ăn chén bớt gì đó chú. Cái việc này con làm, thưa với chú, con là người kết nối thôi, tiền là của Mạnh Thường Quân. Người ta làm cũng rất là cực khổ. Và con chỉ là người kết nối muốn giúp cho Nô, con không có một cái đồng lợi nhuận nào ở trong đây. Thì tất cả dạ. Đâu mà mình, nhưng tôi mà nói chú hiểu nè, bây giờ. Con tin ở chú. Con tin ở chú nên bà ông con cũng tin ông Tám với bà Tám luôn, và anh Nô cũng tin. Nhưng mà đối với người các Mạnh Thường Quân ở nước ngoài, họ muốn đâu đó giấy tờ rõ ràng. Con quay clip này để cho Mạnh Thường Quân thấy là như vậy. Nhưng mà và con, tại vì con cũng còn giúp những cái hoàn cảnh khác, nếu như mà không rõ ràng thì Mạnh Thường Quân đâu có tin tưởng con lẹo quẹo tiền bạc tội nghiệp cho con nữa. Rồi tội nghiệp luôn cho những cái thằng mà con được con quay đó. Để con nói cho con nghe nè. Bây giờ số tiền hôm đó bị vấn đất là con cũng biết cực khổ chạy mua là hai miếng rồi, nó chằng chịt và hai miếng rồi không được, thành ra được vấn đất này Mạnh Thường Quân nước ngoài đem vô. Bữa đó con vô là thấy là được 35.600.000 rồi, là tiền ô còn đó 9 triệu nhập vô chẳng 40 triệu. Cô mới điện ông này lên, thôi mừng quá mừng, người vô cho cha này bất mẹ rồi, cho ổng đừng có nói tới nó lưu gì hết trơn đó. Cô mừng cô giao hết, đặng mà nó ngay ông này cũng uy tín, không bao giờ giấy tờ giao cho cô hết trơn rồi. Để cho cô mừng, cô quyết định cô mừng được cái giấy này qua xã mừng, cô cũng có gửi huynh ủy ban rồi, mấy công an rồi. Nếu mà thằng ô nó mừng nó chạy giấy tờ vì mấy chú giúp cho nó, cho nó việc về đây nó ở, đặng mà giáp bắt đầu tôi mới sang cái giấy này là cho cái nền nhà cho nó. Bị gì tôi biết ở đây con chạy cũng cực khổ lắm rồi, mà tôi ở đây cũng cực khổ lắm rồi, mà nước ngoài cũng cực khổ lắm mới có đâu số tiền này. Là giúp được con thằng ô rồi xúm lại làm thuốc nó thôi là tôi cũng mừng lắm rồi. Muốn giúp cho cháu nó không có nền nhà, là con cái nó ở cái ghe cũng gần lũng nha rồi. Tôi mừng quá rồi tôi mới nói nhận nó gửi ba cái tiền vô đó. Mua vật tư rồi đồ tôi mượn người ta thay đỡ hồ rồi tôi mượn không à. Đó ta vô ta làm hết được rồi, bây giờ thành ra tôi đâu có biết cái gì rồi, thành ra tôi nói thôi vậy nữa mình mừng sang quá thôi. Chứ đâu có gì mà thành ra giao tiền cho hết cho ông này. Mừng mới điện ông vô giao cho rồi để chợ đây. Thằng này có lên nó mượn gì lúc cút rồi thiếu rồi nó xài này kia, rồi mốt không có tiền rồi đặng mà dơ tiền lên nhà ông này, rồi bắt buộc cô thấy vậy cô có tính cho gọn đâu giao đó cho rồi bắt đầu bằng nữa. Nếu bà con nào giúp nữa thì bằng nữa, chứ giờ còn không giúp nữa thì cô cũng định mua cái xin cái nhà cây đặng cắt cho nó đàng hoàng cho nó ở, mà giờ thành ra cô cũng giao hết tiền cái bạc rồi cho cô có giữ mận gì chi. Thì tính cho gầu với con cháu. Lúc đi có bà Tám là giao là có anh Nô cho đây nè chứ mặt hết trơn tôi đâu có giao ơi dạ, đầy đủ đầy đủ mà giao qua bốn điện ông này lên giao 40 triệu qua này. Bây liền giờ... đâu có dám để nó mơ lên mốt cô Tám 5 triệu mà năm 100, 200, 500, 300 rồi nó rút mẻ tiền tao giao này. Nếu mà anh Trung Quân nước ngoài có cho nữa thì có dương nói gì, không cho nữa cắt ngang tiền đâu mà dơ cho 40 triệu trong này thôi, cô làm cho dứt khoát. Nói chung là dạ phải mà cái kiểu mà nói ngang nói ngược mà bán rồi đi lấy là không có đâu. Lũ bảo đảm chú ngàn đời luôn không có tiếng đó. Nhưng mà người ta ở bên ngoài xin lỗi nha, người ta không có hiểu, không hiểu vấn đề về tình cảm ở thôn quê với tình cảm mà sống về đâu. Giấy tờ mình phải làm chứ không phải là không làm. Đang gửi rồi, gửi xuống xã của huyện rồi đó, chứ không phải không làm đâu. Xây cứ xây, xây cứ xây, cất nhà cứ cất, đất đó cứ cất. Tại bạc. Vì nó liên quan đến nhiều vấn đề tiền bạc trong thời gian hỗ trợ giúp đỡ. Bây giờ tôi nói chú cặn kẽ nha.
Đầu tiên dì Tám ba điện xuống, ờ dì mà bán rồi phải không? Ờ bán rồi. Chừng nào có tiền đưa mày đưa giấy tờ đi, giấy chứng minh nè, hộ khẩu nè, vợ chồng. Dì Tám ta làm giấy tờ, khi nào có tiền tôi điện mày lên. Tôi bả cứ ai cho đó, có tiền mới điện tôi lấy, tôi đâu có cần thiết đâu. Tại vì bà con nghe không à, ở xóm địa không à. Đừng yên tâm, không lo cho đó đâu, hồ giấy tờ phải có. Không, con thì vậy con đó. Thì bình thường, con thì tin tưởng luôn ấy, chứ còn bây giờ là khó nhất là tiền của người nước ngoài. Đó, tôi biết. Nhưng con mà... thấy ông gửi bằng giấy tờ này bị ở đó đây. Là nữ bây giờ nếu được á thì chú con có gợi ý gì đó, anh Nô thấy gì sao? Tiền bạc thì nó đưa với Tám được, không thì đủ hết trời. Yên tâm đi, làm giấy tờ cho rồi sao lo cho nó. Bây giờ nó có một cái gì nè, bởi vì cái giấy tờ cần ô á thì nó không hợp lệ để làm giấy bằng phán đỏ được, tại vì có cái nhà nó làm được. Chứ phải mà làm bằng phán đỏ được thì hiện giờ người ta đã cắt cho nó rồi, cắt luôn, thành ra nó làm không được, thành ra tôi mới đứng tên giùm cho nó 5 mét đó. Sau này đứng chung hết xu đất này, sau này á nếu mà thằng ô nó đem giấy tờ về đầy đủ đó, tôi đích thân tôi sẽ đi chuyển cắt ra, chuyển lại cho nó. Cái gì nền nhà quá rẻ, ông này để rất rẻ, nhưng mà người ta nói thành ra thấy gì mới mời vô đây rồi. Đúng thì cũng đúng hết á, mà nhưng mà giờ có mấy chục triệu à, thì ông này như bán cả ông giao tiền hết rồi, mừng quá giao hết trơn tiền rồi, thì cái vụ giấy tờ này đâu có mà ai mà dám bằng mẹ chỉ gì cho. Tại vì hôm trước là anh Nô là giao, coi tất cả là anh Nô là đã giao, con giao tiền cho anh Nô để mà anh Nô mua nền, mà anh Nô giao cho bà Tám. Ừ, thì cái giao dịch giữa bà Tám với anh Nô là cái lúc đó là con không có tham gia vô. Con có đó đó, nhưng mà à, điện ông này lên bữa đó có trước mặt con điện nhưng lên đó, mà nhưng mà đem giao có trước mặt hai người hết trơn, ba người. Còn nhà được không? Bây giờ hẹn bây giờ là ông Tám chịu nhiệm làm với tay, ông hứa là sẽ sau khi này là khi có giấy đỏ xong xuôi rồi tách cho ông Nô được hầm đó. Thì nhưng mà đó. Mạnh Thường Quân người ta nói với con là bây giờ là giữ lại một cái số tiền đó để làm niềm tin giao này, con sẽ bây giờ chú biết đó là 40 triệu đối với tôi không thành đề đâu đó. nhưng mà đối với con thì nó lại thành vấn đề cho con. Không, bây giờ như vậy đi, nếu mà cái gì này tôi làm mà phán đỏ xong á, giấy tờ thằng ô nó đàng hoàng nghiêm chỉnh, nó được quyền sử dụng đất, tôi cắt cho nó liền một cái rụp. Mỗi có nói gì đâu, mỗi ba tám triệu thì quản phí đàng hoàng 8 triệu đó. Tại vì trong cái quá trình này người ta xây dựng là nếu như mà làm như vậy được đó, thì sao người ta sẽ giúp cho Nô luôn cái phần còn lại mà. Bây giờ cô nói giờ gì nè, giờ nếu mà như vậy rồi ta bây giờ người ta đang xây dựng nữa. Đó. Bây giờ như thế này cho nó dễ nè, con nói túm gọn như thế này cho nó dễ, khỏi mình mà con cũng tham khảo ý ông Tám và Tám với lại chú luôn, với lại Nô luôn. Bây giờ con là người đại diện ra đứng tiền nhận tiền của Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho Nô mua nền đó. Và bây giờ thì Mạnh Thường Quân nhờ con nói là bây giờ mình sẽ làm một cái giấy tay cho ông Tám đại diện, có 3 người ký, ông Tám với lại ông chú Lợi với lại Nô ký đó. Rồi ký giao dịch với nhau và đưa trước 10 triệu còn 30 triệu là con giữ, rồi sau này khi mà có cái phần đó thì con sẽ đưa cho anh Nô. Rồi chú nói thì tôi coi cái nữa. Bây giờ 30 triệu ông không được. Thí dụ bây giờ đầu tiên rất là dễ nha. Xuống dưới tôi nói thôi giờ Tám ơi, giờ ông nói tôi biết sao, thôi giờ tôi lấy cái tiền mà di dời 6 triệu thôi đó. Còn bây giờ 4 triệu đưa hết trơn rồi, mình xây xài mã cho con nữa, đưa lại chú. Bây giờ là làm giấy tờ hiện giờ vẫn làm cho giờ. Cam kết tôi với ông Tám đàng hoàng sau khi giấy đỏ này xong xuôi cho ông Tám phải tách thửa cho chú này là làm được. Bây giờ gì con được bây giờ muốn giờ bên bệnh khó thì ý muốn nói gì? Muốn bằng cái tờ tay ta mận tài tay đằng này ký hoàn toàn không ký. Muốn dẫn lên kêu công an xã nó ký vô ta đằng này mận không ký được nữa. Bây giờ biểu trả 40 ngàn ông chục triệu ông này nói ông gì ông xây sở hết trơn rồi nè. 2 mấy triệu mẹ còn cái nữa. Rồi giờ giống vậy còn muốn thầy cho thầy đem qua công an bệnh nó chứng giùm cho luôn. Đó. Bây giờ đó mà cái này giờ đó mà ông Tám thẳng ông Tám nữa tới mà cái tờ ông Tám trang qua ta nhờ công an xã chứng luôn cũng được đó, muốn cái gì tao cũng chịu luôn đó. Bây giờ gì đó chứng kiến của công an xã ý cô là muốn giúp cho thằng ô gì thôi chứ gờ dơ tiền ông này giờ chú nói gì người ta thế này là hiện giờ cái thửa đất này quá trả thấy rẻ quá trả tiếng nói với bên kia thế này nè nghe, hiện giờ thửa đất này theo tôi biết là 100 triệu lận, nhưng mà người ta cũng đóng góp chút xíu là lấy 40 triệu để di dời cái phần mộ thôi, nhưng mà hiện giờ chú này đang lãnh mà dời cái phần mộ nè, có thấy thực tế không? Cái đâu có đâu có bài giấy đâu đó nên là có chức mặt đàng hoàng luôn mà lại không lấy tiền nữa là mình đòi lâu với tôi luôn đó. Mấy người mấy mình quân nước ngoài chịu
thì giờ đằng này bằng giấy tờ tay cũng muốn qua công an ký rồi giờ qua bây giờ chuẩn ban công an ký luôn. Nếu như vậy thì làm sẽ làm sẽ có ba người ký. Ờ đó, thì qua chính quyền ký. Bây giờ còn cái phần mà nhận hỗ trợ còn lại thì con sẽ không nhận hỗ trợ cho Nô phần tiếp theo. Thì chuyện đó sau rồi cũng không biết sao. Sau khi tôi tính sao đây, ví dụ thấy chú này đang làm xây dựng đó đàng hoàng, nhà đất có nhà đang xây dựng thì có thể làm phước nữa thì tại vì tiền thì Mạnh Thường Quân nhờ con giao cho anh Nô để mà cho anh Nô mua một cái nền, và người ta muốn tin tưởng, người ta muốn một cái tờ giấy nào đó để phần tiếp theo người ta sẽ xây dựng hỗ trợ. Có thể là một số chú ở nước ngoài hoặc là một số cô là hứa hỗ trợ là 2.000 đô là bình thường đó, nhưng mà bây giờ đó người ta Mạnh Thường Quân là nói rất là đúng, con rất là chịu giấy tờ đâu đó, đất đai đâu đó phải giấy tờ chú. Bây giờ em muốn nghe ý kiến của anh Nô nè. Tiền của em là em nhận từ Mạnh Thường Quân và em giao cho anh mua nền. Em nhận và giao em đã giao tiền cho anh mua nền, và ông Tám với bà Tám là người đại diện đứng ra mua nền cho anh. Thì ông Tám với bà Tám giao tiền cho ông chú Lợi này. Em không có tham gia. Ở bây giờ em muốn nghe ý kiến của anh. Có giao tiền, bữa nay giao tiền hai chồng giao có chú Lợi này với Tám bà Tám nữa. Giao đó 40 triệu. Anh bà tám giao cho có anh ở đó, có hai vợ chồng anh nữa. Có mà có đầy đủ hết trơn luôn. Như thế này, tại vì bây giờ mình sẽ làm một cái tờ giấy tay đi, một cái tờ giấy tay giữa ông chú Lợi bán cho anh Nô 4 mét trong cái tờ thửa này. Năm mét tờ thửa này và có ông Tám là 4 mét, là một tờ giấy tay đâu đó rõ ràng. Và bây giờ thì cái phần xây đó thì anh Nhuận á hỗ trợ phần mình xây được 15 triệu thì mình cứ xây. Còn cái vấn đề tiếp theo còn lại thì hỗ trợ thêm, thì bây giờ em không hứa với anh là em sẽ nhận hỗ trợ nữa nha. Giúp gì là cũng được. Bây giờ đây là nếu tiền mà là không hỗ trợ nữa thì đằng này người ta xin cây người ta cắt. Dạ. Vậy chứ làm sao vậy? Bây giờ thiết cũng xin sẵn rồi nè. Bây giờ cái nền thì nó đã có sẵn rồi, nếu không có nữa thì xin từ thiện cây cất. Vì con bây giờ thôi. Chứ bây giờ cũng không biết sao giờ. Dạ. Rồi bây giờ anh chú vô. Cái nào? Đây cái gì? Dạ. Đây nè. Ở dưới. Dạ. Đậu nón phải không? Ừ, đậu nón. Rồi, ông Tám, tới ông Tám đi. Hai người chung cái mảnh đất này. Tới ông Tám đi. Tám ở đâu? Dưới này. Bộ ơi, phía trên làm chứng luôn. Chứ rồi. Chứng gì rồi. Đó. Rồi. Rồi bây giờ con sẽ đọc qua cho nghe, rồi hôm nay anh Ô sẽ làm một cái giấy tờ đó. Hôm nay chính quyền nó đi khỏi rồi. Dạ, đi khỏi bữa thứ hai. Con đọc cho chú nghe luôn. Thì cái này đó là anh Ô sẽ với lại ông Tám ngày mai qua bên đó ký với lại chú ấy. Mai chủ nhật ký dạ. Gì? Mai thứ bảy. Khi nào thứ hai hay đó. Thứ hai. Thứ bảy. Đó là tất cả những gì mà Bùi Hồ là làm cho cô bác quý anh chị nước ngoài cũng như là an tâm. Thì sau khi mà có cái phần giấy chuyển nhượng đất tách thửa xong thì đất xong thì của thì sẽ tại vì anh Ô thì hiện nay thì anh chỉ có một tờ giấy chứng minh, không có sổ hộ khẩu nên không có thể làm giấy tờ chuyển nhượng cho anh Ô được. Nên anh Ô là nói là chuyển cho ông Tám, người sau này anh Ô có giấy tờ và sẽ tách thửa luôn chia sang cho anh Ô. Anh Ô theo cái giờ, theo cái tờ lúc nãy mà Bùi Hồ mới đọc cái diện tích ông Tám tờ mới đọc. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã ủng hộ cho gia đình của anh Ô. Và đến thời điểm này thì chắc có lẽ là Bùi Hồ không nhận phần hỗ trợ cho anh Ô. Thì thời gian tới thì chắc nhờ bà Tám xin cây cắt giùm ha. Dạ, con cảm ơn. Rồi bây giờ chút xíu nữa thì Bùi Hồ sẽ quay lại cái mảnh nền, cái nền của anh Ô đang xây dựng. Là được cái phần cuốn nền đó là anh Nhuận có hỗ trợ 15 triệu cho anh Ô, hiện giờ đang xây cất mặc dù là giấy tờ chưa xong. Đúng rồi. Đó thì bây giờ cảm ơn 838 luôn nha, cảm ơn chú Lợi luôn. Dạ. Nền, trong khi mình làm giấy đã cho nền anh Ô có nói gì không? Có nói gì với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều anh em ra ngoài nước ngoài Mạnh Thường Quân. Dạ, bởi vì thằng Ô cô Tám cũng cảm ơn cháu dữ lắm. Dạ. Với Mạnh Thường Quân nước ngoài giúp được cho thằng Ô này nó mua được nhà, tôi rất là cảm ơn. Tôi quyết tâm tôi làm sao cho giấy tờ cho con cháu đàng hoàng, không để cho Mạnh Thường Quân nước ngoài là suy nghĩ là đằng này chắc là không có làm cho đúng cho thằng Ô. Đằng này tôi hứa phải đúng, không bao giờ tôi để che chệch chừng nào chứ. Tôi hứa tôi phải lo cho con cháu cho cái nơi có chỗ đó. Vì tôi rất cảm ơn nước ngoài giúp tiền cho nó được mua nhà, tôi rất cảm ơn nhiều lắm. Dạ rồi. Tụi nó ăn cá đâu?
Rồi chú nói đi. Con gặp cho chú nói đi. À, nhắn gửi với mình Mạnh Quân nước ngoài nha, tôi là chủ đất. Nhưng mà thấy mà tên gì? Anh Ô cũng khổ thành ra tôi mới bán cái giá rẻ này. Thôi giờ nếu mà làm phước làm ơn thì làm cho chót đi. Chứ ở đây thì tất cả làm giấy tờ giúp cho chú Ô này không à, chứ không có ai mà nói sự dịch thì đâu, đừng có lo, an tâm đi ha. Nói chung là hôm nay thì con làm nó cũng có cái phần mà nó nguyên tắc. Nhưng mà con làm nguyên tắc là theo cái cô bác anh chị ở nước ngoài, với lại nó đúng cái thể thức giấy tờ mình luôn. Tại vì trong cái phần đất tờ giấy tờ với lại tiền bạc nó rất là dễ mất lòng. Và đặc biệt là nó dễ lấn cấn, nó không ấy lắm. Nó với lại bà Tám với ông Tám thì còn hiện hữu, với lại chú còn hiện hữu đi thì nó dễ. Rồi sau này ví dụ 100 tuổi già rồi cái mà giấy tờ mà nếu như mà nó không rõ ràng á thì con cái lớn lên rồi không biết rồi sao nữa. Nên thành nữ là Mạnh Quân lo cũng đúng. Và con lo thì ông Tám với bà Tám cũng có gì thông cảm cho con nha. Đừng có buồn con. Chính tao mà tao còn phải nói nó mà. Tao nói nè, tao mần để sau khi này mà co tao với bả mà có chết rồi đó, con cháu tao nó đặt giấy ra này, nó đặt mày lại được. Làm gì tao không phải mần cho mày riêng mới được. Nó mà hả nó coi con. Không lâu đâu. Nó nói trước luôn á. Chừng 5-6 tháng đây cũng phải sang tên nó được rồi. Chứ không có lâu chứ, bị gì nó cách. Tám nói với nô luôn vậy đó hả? Nói trước luôn mà. Hôm nay tao nói nè, nếu mà tao với bả thì không lật mày rồi. Mà tao sợ sau này con cháu tao á, cháu nội cháu ngoại gì tao đó nó không biết là cái giấy ra nè, cái này giấy này ông nội tôi sao ông cất nhà ông ở, nó là thằng này. Tôi sợ vậy tôi mới người Nhật tôi nói không tao làm hết. Thằng Ô nó thôi mà ông cứ sang qua ông đi rồi để nó cũng được, khỏi sang tôi cũng được nữa. Tôi nói không được, tao phải làm mới được. Nói thẳng nó luôn mà, đây hỏi nó có mặt nó đây nè, nói thiệt là nói là ông Tám là nói với ông Ô vậy vậy đi, nhưng mà anh Ô á dạ. Ông Tám nói rất là đúng rồi xong rồi đó. Dạ. Thì nói chung là con thời gian sắp tới nếu như mà xây nhà hoàn thành thì con cũng xây quay lại cho Mạnh Đường Quân xem về cái nhà của mình nó như thế nào. Đó để cho người ta thấy được anh Ô đang ở như vậy. Cũng mình giúp cho mấy đứa bé. Tôi có nhận 4 triệu rồi chú. Tao bị 4 chục. Ờ đó 4 triệu rồi. Nhận nhiêu? 4 triệu rồi, đừng an tâm đừng có lo chứ. Rồi. Cô bác với anh chị, đây là cái phần mà nền cất nhà cho anh Ô. Ở đây là mình cất là bao nhiêu anh Ô? Bề ngang nha. Ngang năm. Bề ngang 5 thước, chiều dài 11 thước. Ngang 5 mét. Mình sẽ dự định dựng mấy phòng? Cái này nghe nói dựng 2 phòng. 2 phòng với một cái nhà tắm ha. Một cái nhà tắm. Nhà vệ sinh nằm ở đâu anh? Nó sao đó. Ồ, ở đó bây giờ thì ở đó mình có làm nhà vệ sinh được không ta? Tính không đi. Tính không cho mặn đó. Ừ, mặn đi rồi không bắt nhà cầu để chừng nào lấy cái cốt rồi hả? Lấy nhà dạ. Nhà cầu. Ồ. Để đỡ chứ vậy sao giờ không lẽ không bắt. Dạ, cái phần nền, cái phần mà cát đá ở đây cô bác với anh chị là do anh Nhuận là người dân, người một cái doanh nghiệp ở huyện Châu Thành của anh, của An Giang này luôn, hỗ trợ cho anh Ô là 15 triệu không bà Tám? 15 bà triệu. Tám giữ hả? 15 triệu là ông Tám giữ, ông Tám mua. Ông Tám giữ, ông Tám mua hết ông hả? Ông Tám mua ra, ở ngoài điện vô cát đá, ông Tám trả tiền. Rồi là anh Nhuận trao hết 15 triệu luôn rồi. Trao hết 15 triệu. Dạ. Rồi ông Tám trả tiền luôn, đem vô anh nhận điện vô nhiêu thì ông Tám trả tiền nhiêu. Dạ. Đem biên lai vô. Rồi ông Tám trả tiền giữ biên lai đó để nữa vô là cho cậu nhận. Dạ, coi mình nữ coi là còn bao nhiêu ha. Dạ. Rồi bây rồi. Giờ thì mình ở trên là cắt tiền chế. Ở trên là tiếng cắt tiền chế đó. Dạ. Ở dưới này khi nào bơm cát hả bà ta? Thì cậu nhận nói rồi, bị cái này xây chừng 3-4 bữa cho cứng xi măng là bơm liền. Thì giờ bơm cát mau lắm. Dạ. Nói cậu nhận cậu nói để bơm mau lắm, đang xây rồi cứng là bơm liền. Thì bữa nay nghỉ 2 bữa nè. Dạ. Xây bữa này mới có ngày gửi à. Dạ. Cái giờ bác nhào nghỉ ăn rồi nó đi về nhờ mượn Mạnh Quân không đó. Chứ đâu có tiền đâu mướn. Dạ. Mướn là nặng tiền đó, xây là quần xanh 5-6 người đó. Chị, đây, dạ. Bây giờ chị có cái cảm nghĩ gì? Dạ, đem được như vậy là em cũng vui lắm rồi. Mấy đêm dài em không có ngủ được. Tại mừng quá. Có anh Nhuận giúp đỡ cho em được cái cuốn nền như vậy em quá trời em mừng luôn. Với cái nền nhà này nè em mừng lắm. Em hai đêm rồi em không có ngủ được. Dạ. Chị có muốn nói lời nào với Mạnh Đình Quân không? Em cũng cảm ơn Mạnh Đình Quân với anh chị cô bác ở nước ngoài đã giúp đỡ cho gia đình em được cái nền như vậy. Em cũng rất cảm ơn và rất là mừng. Dạ. Dạ. Thôi em thấy gì em cũng tiến độ xây như thế này là cũng nhanh lắm rồi, tranh thủ lắm rồi. Anh Ô thì hôm nay suy nghĩ của anh như thế nào? Dạ, anh cũng mừng lắm rồi, nhờ Mạnh Thường Quân nọ ngoài nước ngoài giúp đỡ, anh em ngoài nước ngoài giúp đỡ rồi nọ, quá mừng tới nền gì. Nói chung là về rồi. Cái phần giấy tờ thì nó cũng hơi bị cập gập. Thôi bây giờ cố gắng. Anh Ô là không có tách hộ khẩu được. Lý do trước đây thì anh cũng có một cái góc khuất của cái cuộc sống.
không có tách hộ khẩu được, nên hiện nay anh đang chạy giấy tờ để mà tách hộ khẩu, sau đó là sẽ chuyển giao quyền sử dụng đất này. Đúng. Hiện nay thì Bùi Hồ qua đây mục đích là làm một cái tờ giấy tay để cho cô bác quý chị Mạnh Thường Quân an tâm. Và hôm trước thì anh bà Tám thì cũng đã có giao số tiền cho chú Lợi là anh Ô, là anh Ô có ở đó. Có hai chồng có đó, với hai chồng Tám với chú Lợi. Dạ. Rồi, thôi một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp cho anh Ô có được một cái nền nhà như thế này. Thì thôi thì bây giờ trước tiên là anh phải lên đây anh ở trước đây có nền nhà, tại vì các bé như thế này nó còn rất là nhỏ. Thì còn thời gian tới thì mình sẽ gia đình mình sẽ tính tiếp nha. Rồi. Sao anh nó bé này sao? Nó hai mẹ con nó ăn chút bụi ghe rớt cái sông. Ông cãi ra sao rớt. Nó chạm xuống nước rồi nó cấm độ xuống nước rồi em chụp nó không có kẹp. Em la lên thì chị cho tắm dưới nước hả? Dạ không, ở trước mũi á. Em giặt đồ, nó gió gió dưới nước em la nó, nắm nó gạch nó vô. Nó phủi cái tay em ra cái nó giật, nó giật rớt xuống nước. Rồi anh nô mò. Dạ. Lúc mò lên thì sao anh? Mò lên thì nó ngay đơ, lặn hai hơi trước nó lặn xuống mất tiêu cái lặn thêm hơi sau nó ra tô cho tới số lái nằm trong mình ghe. Rồi cái vớt nó là nó ngay đơ. Ôm mới lên bụng rồi nó dai sốc sốc cái nó tỉnh gì nấu đi. Nó này nó ngay đơ luôn. Rồi, nó chết rồi. Nước nó chảy mạnh lắm. Sao mò nó nằm ở đâu? Nằm ở sau lái ghe mà dưới lường á. Trời ơi. Từ lúc trước mũi phải cho ra tới sau. Trời ơi. Nó nói chuyện được không? Không. Chào chú, chào con. Kìa, con ơi. Chào chú đi con. Chào chú ơi. Chào chú đi. Nhé. Hôm nay có này được mừng không? Mừng anh mừng lắm. Còn có nhà cấm cúng cho con cái rồi cũng an tâm. Ẩm xíu tưởng thì chết rồi. Có nào mà bằng này có cái nhà. Không này có ngủ gì được không anh? Ngủ gì được thì mừng hoài. Sáng đêm nào cũng đi lội lên lội xuống lội lên xuống lội coi hoài vậy hai chồng. Mừng trong có cái nhà thì lên ở cho con cái rồi nó nhẹ lo. Dạ. Con. Con. Rồi thôi cố gắng giữ bé nha, còn vài ngày nữa là lên nhà rồi. Dạ. Hôm nay thì em đến đây đó thì thấy cái lúc nãy cũng có lên bà Tám thì thấy bây giờ nhà mình thì cũng xây như thế này rồi. Còn giấy tờ là một chuyện sau này nữa thì cái đó thì thời gian tới anh sẽ tính. Nhưng mà trong cái thời gian qua đó thì em có nhận được tiền của một Mạnh Thường Quân là Việt Kiều Úc giấu tên gửi cho gia đình mình là 10 triệu để mình hỗ trợ mình xây nhà. Đây là 10 triệu. Rồi bây giờ anh đếm lại, chị đếm lại giùm em nha. Anh đếm lại giùm em đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. À đây là 10 triệu của Thường Quân. Dạ. Dấu tên là Việt Kiều Úc gửi cho chị gia đình của chị 10 triệu để xây nhà trong thời gian sắp tới. Dạ. Em cũng cảm ơn chị đã giúp đỡ cho gia đình em để em cắt cái nhà kín đáo cho các con vợ chồng con em ở. Em cũng cảm ơn mấy chị đồng mấy anh ở nước ngoài giúp đỡ gia đình cho 10 triệu. Dạ. 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 Nay vui không Thanh? Dạ vui. Sao vui sao nói nghe. Nó con ham muốn có cái nhà gì á. Sao? Ham muốn có một cái nhà. Bây giờ được là vui hả? Dạ. Rồi xin một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Việt Kiều Úc gửi cho gia đình anh chị 10 triệu ha.